Đấy anh em ạ, nó là một thằng rất là sợ ma. Thằng đấy rất sợ ma. Sợ. Mày đây cái nào? Cái này học được. Phải dọa cho nó một trận. Cái tội ham gái. Lại không thấy phúc đâu nhỉ? Nó á, chắc tí nó lên giờ mà. À, tí dọa ma nào đi. Dọa ma ở đâu? Cho ra bãi ra ma. Thằng đấy sợ ma lắm. Đưa. Hours later. Hello. À, đến đây anh ơi. Sao anh mới nghe ngồi ngoài hết thế này? Không có nhà ngồi. Chuẩn bị đi tán gái. Một phép. Ông làm nhiều gái tán. Quá chuẩn luôn. Hôm nay ông ấy quen con xin. Thế thôi mày ở nhà nhá. Thật. Đi không? Có, không ở đâu anh. Mày ở nhà nhá. Thế cho đi với. Thế sao mày tao không gái? Đi đâu? Cho đi với nhá. Có đi không? Không. Đi. Đi. Đi luôn à? Đi luôn như thế. Ngồi đây. Mà anh đi đâu? Để anh vào, anh với nó vào gọi nó. Chết mày với. Thân mà, đi đâu bố nó ấy. Bố nó ghê lắm, bố nó không cho đi đâu. Mày ngồi đây để ngồi đây thôi. Anh sợ lắm. Không sợ, ngồi đây. Bật đèn xe đây, sợ gì. Để đi nhanh nha, ngồi đây. Ờ. Nhá. Ờ đi. Nhanh nhá. Đi, ok. Ngồi đấy nhá. Nhanh. Đấy, em ạ. Nó là một thằng rất là sợ ma. Thằng đấy rất sợ ma. Sợ. Mày đây cái nào? Cái này học được. Phải dọa cho nó một trận. Cái tội ham gái. Đáng anh chật thế. Mày mặc ngược lại. Mày mặc ngược lại trắng cái này nó. Sao anh không bảo trước? Đấy. Đây toàn mụ thôi anh em ạ. Thế thôi, áo trong dài hơn áo ngoài thôi. Ui, được đấy. Rồi đi. Kiểu gì? Không biết đâu rồi. Tìm suốt từ nãy không thấy đâu anh em ạ. Anh à, anh tìm thấy nó chưa? Mày không tìm thấy nó à? Em không. Không biết đâu nhỉ? Hay là... Tìm mấy cái ao xung quanh đây không thấy nó đâu. Tìm xung quanh đây rồi có thấy nó đâu.
hay là sợ quá chạy về nhà rồi? Em nghĩ là chạy về nhà đấy. Có khi kéo sợ quá chạy về nhà mất rồi. Đi về nhà thử anh em ơi. Về nhà tìm thử. Không biết đâu rồi. Nó chạy ra sau nhà thôi. Không biết nó đâu rồi. Không thấy anh em ạ. Chết rồi không biết đi đâu rồi. Này nó lên sợ ma đến thế nhỉ. Mình chết rồi. Đi. Quay máy xe đi nó. À đây, ở trường đây rồi. Ôi giời. Mày mệt bao giờ đấy? Tao tìm mày suốt. Mày đi đâu đây? Em ngồi ở đấy nhưng mà kéo qua hạ. Ma thì em nhảy. Em nhảy xuống mất cả dép, bây giờ không thấy điện thoại đâu. Em nhảy được đâu? Chúng ao ở đấy, em đợi mãi không thấy anh về. Ở đây có ma. Có, em đang ngồi có ma mà. Ma ở đâu ra? Em biết sao đâu, tôi ngồi có. Nhảy vào mất hết cả điện thoại. Mày điêu, đi làm gì có ma, bây giờ làm gì có ma. Có, em bảo bọn anh là đi nhanh, em sợ ma rồi, anh đi mãi không về. Hay là ông bị thằng nào đuổi của anh gì? Không, em ngồi ở đấy xong có ma mà này. Nhảy vào xuống ao. Em nhảy xuống ao, nuôi thì biết đi đâu, chạy phải nhảy xuống ao. Biết được không nhảy điện thoại à? Không, nó bị trôi ra rồi. Tất nhiên là làm gì có ma. Có. Anh với thằng thoại đi suốt trong nhà nó có làm gì có ma. Em đợi bạn anh mãi ở đấy không về mà. Ôi ơi, mình có điêu. Em đợi mãi không về xong. Tại tự nhiên cứ thấy ma mà. Nó hình dáng nó ma như nào? Ai mà biết đâu, chỉ thấy mặt áo trắng thì thấy sợ thì chạy. Úi. Thế ông này ông mẹ thần hồn nát thần tính rồi, làm gì có ma. Có. Ông bị sảng rồi. Có mà. Em nhảy xuống còn đây không thấy điện thoại đâu, đây không thấy điện thoại đâu mà. Thế hết à? Vâng. Ồ. Bọn anh đi lâu quá, đợi mãi không thấy về. Tao vừa mới đi xong còn phải ngồi nói chuyện với nó chứ. Đợi mãi thế nào thì thấy ma rồi. Em chạy. Phải ngồi nói chuyện với bố nó thì xin bố nó ra đi ra đến nơi chả thấy mày đâu, nó lại đuổi nó về luôn. Em ngồi đây cay mãi. Tao tìm mày suốt, thề luôn, tìm tao là phải tìm suốt. Em sợ lắm, em nhảy qua xong em bơi lên đằng đường bãi em chạy về đây mà. Không biết, không nhớ con ma như nào. Nhớ nó sao chỉ thấy là hai cái gáo trắng lên em chạy, em nhìn lên hồ gào lên em chạy mà. Làm gì có ma hả? Cứ đi tắm đi thôi, coi đây kể con ma như thế nào. Nhưng mà em mất dép rồi. Hả? Mất dép à? Nhà thì dép. Quần áo em khô chưa nhỉ? Ở đây, mày xem ở đây đây. Tắm đi, mày đi vào đây thế nào? Con trai tắm nâu thật. Tắm nhanh đi. Ra đây cho nào, con ma nó ra làm sao? Quần áo tắm nâu. Hết cả quần áo. Đi lên đi áo đây. Biết con mày tả ra cho con ma là như nào? Ai mà biết được nó như nào mà tả? Em thử thấy quá ra thì nhưng mà áo trắng kêu em chạy mà. Kêu như nào? Nó cứ kêu kiểu ấy. Thần hồn nát thần tính ông làm gì có ma không? Vậy. Nó có đuổi em tận bờ ao mà. Đuổi em tận bờ ao? Vâng. Xong rồi mày nhảy xuống ao à? Vâng. Thế không quay lại nhìn xem nó như nào? Em nhảy xuống xong em bơi sang bên cái đằng bờ bãi bên kia, em đi về bãi mà. Ôi dồi ôi, bất tích luôn. Trẻ thấy. Ôi giời ơi. Phải tao á, tao nhìn vổ vào đầu con ma luôn. Lúc em chạy về đây, bắt đầu mình nhớ là không thấy điện thoại đâu mà. Thế nên trên trường của anh gọi không gọi được mà tìm không thấy mày đâu. Mà anh tìm mày ở ao rồi tìm quanh đấy không thấy đâu. Em đợi mãi các anh trở về, đi lâu, đợi bảo đợi tí, đi mãi không về. Đi tí về luôn, thế về. Ủa đợi mãi thế nào? Nhưng mà anh hỏi thật nhá, con ma nhìn giống điện thoại không? Để ý con xem, giống điện thoại. Hai con lợn này. Có anh dọa mai em đúng không? Không. Ai dọa? Thế sao anh hỏi giống thoại không? Thì thằng thoại nhìn kiểu giống ma là gì? Cãi. Mày dọa ma nó, mày còn kêu. Mày dọa mai em gì? Hàng ngày nó dọa đấy.
anh không biết gì. Thế thì mai anh lấy tìm lấy điện thoại đi. Đặt đền nó điện thoại đi, mất điện thoại nó rồi, đền nó đi. Điện thoại đâu đưa đền nó đi. Điện thoại em bơi xong rồi đi về bờ bãi mà em không thấy mà, không thấy, không thấy mà. Ở đây nó còn mỗi con điện thoại vỡ màn hình này thì dùng tạm. Sim của em điện thoại lắm rồi đó. Sim của em mấy số mà. Cái gì thì bỏ tay rồi. Đến mai mai xuống ao mò đi. Ai bắt ông máu đi chơi với gái, không thì còn kêu cái gì. Anh bảo là xinh gì. Nhìn có xinh không, xinh không? Nào, em có nhìn thấy mặt đâu. Giờ biết mặt mũi rồi nha, con nhà mai này bắt đi chơi gái tiếp. Thôi á. Không đi, đi 3 ngày em đi đêm mà không đi. Đi đêm mới vào bia. Sợ lắm. Hả? Đi đêm mà đi đêm đi, đi chơi buổi tối. Đi buổi tối. Đi một anh dọa thế này, không đi. Không đi gần. Nhớ nhá. Ok. Mai anh em đi riêng. Ok anh. Đấy anh em ạ. Đấy là một thanh niên sợ ma rất máu đi chơi gái. Anh em thấy hay thì đăng ký kênh, ấn nút share và đăng ký kênh cho Đạt nhá. Bye bye anh em.